mình mới săn được con mà mình thích lâu rồi ha. Con này là con Radius. Đó. Cây Radius còn mới cang luôn. Cây này á là nó sản xuất tầm năm khoảng năm 30 40 á. Mà nó còn nguyên zin hết trơn tội nè. Cây này đặc biệt cái chó nó là nó có bốn cái lỗ, cái dung này, cái dung chó có bốn cái lỗ. Không. Trắng men hết, này trắng men, này trắng men. Cây còn mới cang. Cái này là cái xả hơi nè. Còn cái này là cái này nó có cái hay ở chỗ này là nó tự động xả khi mà cái bầu nó mình bơm quá áp hoặc là nó lúc mà nó đốt đó, nó tự cân bằng áp suất luôn. Chỉ có thằng Radius có thôi nha. Cái này nè, cái cụm này nè. Đó, còn bên đây là cái đồng hồ để mình thăm dầu. Coi dầu nó đầy hay là nó cạn. Cái này nó có cái khóa khóa chống chống trào ra luôn nè. Đó. Đã không? Bây giờ mình châm dầu ha. Mình mới mua được, mới săn được luôn á. Cây này nó nói chung là nó cũng hiếm. Giờ đem gài vô mình là nghe chưa? Còn nguyên á, còn mới khen. Giờ mình đổ dầu vô trước ha. Mình đổ khoảng hơn nửa lít chút, đổ vô. Dơ. Dơ. Để mình lấy cái kiểu này được, kiểu này chặt được, kiểu này hơi ngán, kiểu khác này thôi. Ok ha, đó kiểu này ok nè. Nó cái đồng hồ thăm dầu nó nhảy lên từ 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 này. Cái bầu này chắc phải lít mấy, lít mấy tha hồ cắm trại hay là mình đi chơi tốt ấy. Cũng gần lít, gần lít, ok đó luôn. Gần nhất mình làm từ đầu tới cuối luôn ha, để anh em nào không biết xài á thì cứ nhìn vô đây xài. Đó. Mình chưa bơm cho gì hết nha. Chưa bơm cho gì hết. Cái này á, nó tiện cái là mình mở này ra nè. Là quay lấy nguyên cụm này luôn. Nha. Đó. Lấy nguyên cụm ra luôn. Còn cái lúc mà chưa ngay thì mình cứ bỏ từng món một món vô. Đó. Giờ mình cột vô nè. Cái tim hơi tắm nước xíu. Lấy tim khác.
ướp, tim khô. Nhưng mà máy mình cột trước, cột trước hai mối đi, mình để vô cái mình xiết lại là vừa. Không biết em thấy không? Xiết rồi nha. Cắt phần cọc này bỏ đi. Thấy không? Đó, thì ok ha. Rồi giờ mình châm cồn vô. Ở đây nó có cái lỗ để mình chích mình châm cồn. Này thì mồi đầy luôn anh em ha, mới đủ cái nhiệt lượng để nó cháy. Chưa lấy không quậy chạy đi. Rồi mình cứ canh, nó có một cái lỗ bên đây nè, có một lỗ bên đây nè. Đó, mình canh canh ha. Dặn kim xuống rồi đó. Canh đó, canh ngay lỗ mình để vô đó, khớp là để vô cái lần ngay đó. Đó đó, rồi gà này lại dễ không, rồi khóa lại hết à, mở khóa gì cũng được. Rồi chích lửa đây ha, rồi mình không có cái không có đồ ấy thì mình lấy cái này. Cháy chưa ta? Chưa cháy. Lên cho nó quẹt đi. Không quẹt đấy đâu rồi. Cái lỗ mồi nó hơi nhỏ ha. Cháy rồi đó. Mình xoay xoay kính nha. Xoay xoay kính nha. Cháy rồi. À. Mình khóa lại hết ha. Hết rồi. Mới thay tim là không thay một cái tim nữa, thấy không? Thay lại dặn đó. Đợi cho khi nào mà cồn nó gần cạn á ha, mình cảm giác nó đủ nóng đủ để hóa dầu hơi thì mình bơm.
theo. Dễ thôi. Cái xì còn bóng. Giật này rồi ha. Để chút mình bơm. Cho luôn. Nó hơi bụi. Nó gần cạn. Nó gần thế đã lên bơm thêm ha. Cái này là không cần phải có đồng hồ. Đây sao? Cái này nó có một cái chỗ tự động xả này. Đó. Khi mà nó quá áp lực động nó xì để nó cân bằng. Đó. Mà không có cái nào có ha. Nè, gài lại luôn. Thấy đã không? Cháy không dư miếng lửa nữa. Phải không? Mình lấy phao kết ngay cái tim. Cháy rất là êm đẹp ha. Thank you.
mới đúng đó. Lấy vào kết đi. Ra đi hết. Sản xuất tại thụy điển. Đã không? Tìm trái nè. Đã chưa? Từng ly từng tí luôn. Rồi, ok.